Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố uyên. Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ bởi tích đầy lòng ác nên phát xuất điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa. Công đoàn phụng vụ và các bạn trẻ thân mến, có một đôi vợ chồng kia đi du lịch trên một chiếc thuyền, bỗng nhiên chiếc thuyền gặp nạn và bị chìm. Lúc đó hai vợ chồng khó khăn mới lên phía trước mũi thuyền để xuống thuyền cứu hộ. Thế nhưng thật không hay là trên thuyền cứu hộ chỉ còn duy nhất một chỗ. Lúc này người đàn ông, người chồng để vợ mình ở lại, còn chính mình thì nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên thuyền sắp chìm hét lên với người đàn ông một câu. Và thầy giáo kể câu chuyện đến đây rồi mới hỏi học sinh: các em đoán xem câu mà người phụ nữ đó nói là câu gì? Thì tất cả các học sinh nghe câu chuyện đến đây cảm thấy phẫn nộ trong lòng và nhao nhao nói lên: em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi. Và lúc đó thầy giáo nhìn xuống dưới thấy có một em học sinh không thấy trả lời chi cả, thì thầy mới hỏi cậu bé đó, và em nói: khác với các bạn, thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ đó sẽ nói: nhớ chăm sóc cho tốt con của chúng ta anh nhé. Và thầy ngỡ ngàng: ủa, vậy câu chuyện này em đã đọc rồi hả? Cậu xin lắc đầu: ra chưa. Nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với cha em như vậy. Và rồi thầy giáo xúc động trả lời: câu trả lời của em là câu trả lời đúng. Và kể tiếp câu chuyện, người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành, rồi nhiều năm sau cũng mắc bệnh và qua đời. Người con gái lúc đó mới sắp xếp các kỷ vật của người cha để lại và phát hiện ra cuốn nhật ký của người cha. Hóa ra cái lúc ngồi trên du thuyền đó thì người mẹ đã mắc bệnh nan y, và trong giây phút quyết định thì người chồng đã giành lấy cho mình cơ hội sống để còn có người chăm sóc con cái ở nhà.
Và trong cuốn nhật ký, ông đã viết: anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống biển, nhưng anh không thể, vì con gái của chúng ta. Anh chỉ có thể để em một mình ngủ một giấc dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi. Và sau khi thầy giáo kết thúc câu chuyện thì cả phòng học trở nên yên ắng, và các em học sinh hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này, đó là cái điều thiện và điều ác ở trên trần gian này nhiều lúc rối bời, thật là khó mà phân biệt. Bởi vậy cho nên lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về cái việc nhận định, đoán xét người khác. Và chúng ta nghe những lời thật khôn ngoan của Chúa: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Đúng là khi chúng ta mù thì không thể đi được, phải nhờ một người sáng mắt. Thế nhưng có những lúc chúng ta tưởng rằng mình hay, mình phải, và cố chấp trong cái sai của mình. Và Chúa đã dùng mấy chữ người mù dẫn người mù, tức là mình cho rằng mình là đúng, mình là hay, mình là phải, không nghe ai, không chịu ai hết. Và Chúa nói cái kết quả của cái chuyện đó, cả hai lại không xa xuống hố ư. Đây là một điều chúng ta thường gặp trong cuộc sống, đó là chúng ta thường tự cao tự đại, tôn mình lên, để rồi thấy mình là hay, thấy mình là đúng, để rồi không thèm nghe ai cả, để rồi khiển trách, chỉ trích, lên án người khác. Và chính khi mà chúng ta chỉ trích, lên án người khác và chúng ta đã mắc một cái sai lầm đáng kể mà bài phúc âm ngày hôm nay đã nhắc đến, cái câu kết của bài phúc âm đáng cho chúng ta suy tư. Bởi vì lòng đầy thì miệng mới nói ra những lời ta gọi là chỉ trích, là lên án, là kết tội, kết lỗi người khác, mặc dù là có vẻ rất mang cái vẻ bề ngoài rất là ngay lành. Sao ngươi có thể nói với người anh em này, anh hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Và đây là điều bình thường chúng ta nghiệm thấy, cái tội của mình khó thấy, còn cái tội của người khác sao mà nó rõ thế? Có khi không cố ý nhìn nó cũng ra. Vì sao vậy? Vì cái sự tự cao tự đại, vì cái yêu mình, cái tự ái của mình. Và có một câu chuyện khác cũng thật là hợp với cái lời Chúa dạy đây, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Có một cuộc thí nghiệm người ta thực nghiệm trên một số các sinh viên, và thầy giáo nói với các sinh viên: hãy ghi tên những người mà mình thấy đáng ghét rồi nộp, để rồi ta trắc nghiệm xem coi trong lớp này ai là người đáng ghét nhất. Và tất nhiên là cái kết quả thì không được công bố là ai nói ai theo cái sự tự nhiên lịch sự, nhưng mà mỗi người viết cái tên của mình vào cái tờ mà mình viết nhận xét đó. Và kết quả là người ta nhận thấy cái người mà thấy sao chung quanh mình nhiều người có tật xấu quá, anh này thì đánh bạc, anh kia thì say sưa, anh này thì hay nổi nóng, rồi anh kia đó thì chuyên môn gian tham, rồi anh nọ thì tục tằn, rồi bà kia thì buôn lê. Hay nói cách khác đó, là có những người thấy chung quanh mình toàn là những người đáng ghét. Và ngược lại, trong số đó có những học sinh thấy chung quanh mình toàn là những người dễ thương. Con số ghi ra rất là ít, hoặc thậm chí là không có ai trong cái danh sách gọi là đáng ghét đó cả. Còn có những người thì viết đầy, viết kín cả tờ giấy. Và những nhà nghiên cứu mới nghiệm ra thấy là những ai
càng thấy người ta đáng ghét, lại là những người được kể là đáng ghét hơn. Còn ngược lại, những người mà dễ thương lại là những người mà không thấy ai đáng ghét cả. Và ta thử nghiệm trong lòng mình mà xem, một người mà thấy chung quanh mình toàn là những người đáng ghét thì tự nhiên cách ứng xử nó sẽ khác, cũng trở nên đáng ghét luôn. Còn ngược lại, mình gặp một người mà mình thấy dễ thương thì cách ứng xử của mình nó cũng đổi khác. Vì thế mà cái câu Chúa nói, vì lòng đầy miệng mới nói ra, lòng ta nó ác thì tự nhiên là ta cũng thấy người ta ác thêm một chút. Còn lòng ta tốt lành thì ta thấy người khác ai cũng dễ thương cả. Đây là một cái bài trắc nghiệm cho mỗi người chúng ta. Và có thể là chúng ta về nhà nghĩ lại trong lối sống của mình, có ai là mình thấy đáng ghét không? Nếu mà trong số danh sách lối sống của mình công thêm một người đáng ghét thì mình trở nên đáng ghét thêm một chút. Còn ngược lại, mình công thêm một người dễ thương thì mình trở nên dễ thương thêm một chút. Và lời của Chúa ngày hôm nay nói về lời nói rất là nhiều trong bài đọc 1 chúng ta đã nghe. Nét xấu của một người cũng xuất hiện trong lời kẻ ấy như vậy. Và lò lửa thì nung luyện mình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Đây là một câu đáng cho mọi người, cách riêng cho các bạn trẻ để rèn luyện cho mình. Bởi vì chúng ta muốn trở nên một người tốt với những người tốt thì có chuyện chi là khó đâu. Và thực sự ta có là tốt với một người tốt thì chưa phải là tốt đâu. Còn ngược lại, nếu ta gặp một người xấu mà ta cư xử tốt, ta gặp một người làm phiền lòng ta mà ta vẫn nói những lời dễ thương với người đó được, thì lúc đó ta mới thực sự là một người được tốt. Lò lửa thì được thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử người công chính. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa trên cây thánh giá. Khi mà phải chịu nhiều thử thách đau thương đến như vậy thì lại là một cơ hội thật là tốt để Chúa cho mọi người thấy Chúa là tình yêu. Câu đầu tiên Chúa nói trên cây thập tự không phải là một câu càm ràm phiền trách lên án một ai, mà là một câu chan chứa tình yêu thương, luôn luôn hướng đến sự xây dựng, đến sự tốt cho người khác. Câu đó là: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lạy Chúa, xin cho chúng con học được nơi Chúa bài học miệng lưỡi thốt lên những lời chan chứa tình yêu xây dựng, để chúng con được trở nên giống Chúa, để chúng con luôn luôn có được niềm vui, sự bình an và thanh thản trong lòng mình, bất kể thử thách, bất kể luyện lửa đến đâu. Amen.